Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một công thức nấu cơm gà cực ngon luôn nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi kênh của mình thường xuyên nhé. Đây, phần gà của mình sử dụng gà ta nha. Ở đây mình sử dụng nửa con gà ta và một ít củ hành và một ít nghệ nha. Phần gà mình sẽ bỏ vào nồi nước sôi mình sẽ bỏ vào luộc nha, để phần da gà của mình sẽ thêm giòn ngon hơn nha các bạn. Mình sử dụng con gà nó hơi dài, mình sẽ cắt cái phần đít nó đi nha các bạn. Bỏ ở đây thêm một tí xíu nghệ để cho cái mần nước luộc của mình nó sẽ có màu vàng, và da của gà sau khi mình luộc xong nó cũng vàng và thơm rất là ngon. Bỏ vừa thôi, bỏ nghệ nhiều quá sẽ có cái mùi hơi hăng. Sau đó ở đây mình chuẩn bị cái phần, đây là củ hành tây, mình sẽ ngâm nước đá để hành giòn và ngọt hơn nha các bạn. Gà của mình đã gần chín nè, các bạn nhớ mình lấy cái đũa mình xăm để mình biết coi gà của mình nó chín tới đâu nha các bạn. Các bạn xăm mà thấy còn màu đỏ là chưa chín nha. Còn ở đây mình xăm thấy có màu, nó chuyển qua màu hồng nhạt nha các bạn. Nhớ là hồng nhạt nha, là cái phần gà của mình đã chín, da giòn và ngọt hơn nha các bạn ơi. Rồi đây, phần gạo mình sẽ chuẩn bị để nấu cơm nè. Hai phần gạo, một phần nếp nha các bạn. Nếp giúp cho gạo của mình thêm dẻo và thơm hơn. Sau đó các bạn nhớ sẽ bỏ thêm cho mình cái phần nước luộc gà hồi nãy đó, mình sẽ bỏ vào đây để mình thay thế, để mình nấu nước, để mình lấy nước này mình nấu cơm luôn nha. Nước luộc gà giúp cho phần cơm của mình ngọt thơm, và cái phần mỡ gà nè, nó có cái phần mỡ gà nè, nó giúp cho cơm của mình béo hơn nữa, và cái màu vàng của cơm sau khi mình nấu xong đó, rất là ngon và bắt cơm luôn. Các bạn chuẩn bị cái phần nước chấm để mình pha nước chấm để mình trộn gỏi nè, 2 muỗng đường, 1 muỗng muối, 4 trái tắc và 1 tí xíu ớt nha. Các bạn bỏ, ai ăn cay thì bỏ ớt nhiều, nhà mình ăn cay ít thì bỏ ít nha. Ở đây mình có trộn thêm bắp sú ở đây nữa để phần gỏi ngon hơn nha. Đây, cơm mình đã chín nha các bạn, thấy không, cơm nó sau khi nấu nó sẽ giờ màu vàng óng ánh luôn, rất là ngon. Gà thì dai ngon lắm nha các bạn, các bạn nhớ làm theo công thức của mình nhé. Chúc các bạn thành công, xin chào các